Em xin chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn đến chương trình MC Nhí ca khúc mùa ngày hôm nay. Sau đây em xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Em tên là Nhi, tên đầy đủ của em là Nguyễn Hà Phương Nhi. Nhi năm nay 9 tuổi, đang học lớp 42, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông song ngữ Á Châu. Hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình MC Nhí ca 01. Và cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô, các anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Em xin chân thành cảm ơn.